Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại cơ sở 49 Thái Hà. Với chương trình giờ vàng hôm nay, Giáng sinh thả ga, săn VGA sập giá lên đến 40%. Hãy cùng mình phỏng vấn một số bạn xem là hôm nay các bạn đã săn được những sản phẩm gì nhá. Vâng, em chào anh ạ. Hôm nay thì anh đến với 49 Thái Hà thì anh đã mua được gì cho mình rồi ạ? Em mua được một chiếc VGA RTX 3060. Thì anh có hài lòng với sản phẩm này không ạ? Em rất là hài lòng. Về cả giá. Thì hôm nay đến với cả 49 Thái Hà thì anh cảm thấy chất lượng mà dịch vụ mà An Phát đưa đến cho anh như thế nào? Em thấy dịch vụ là tuyệt vời, cái là có chỗ để chờ, rồi cà phê miễn phí, nước miễn phí, wifi nữa. Nên là cái là mình đến sớm mình cũng có thể chờ được. Hôm nay thì mình đã đến từ mấy giờ vậy ạ? Em đến từ 9 giờ. 9 giờ đúng không ạ? Và 10 giờ thì mới bắt đầu chương trình, nhưng mà 9 giờ mình đã đến để có thể là săn được một chiếc cạc ưng ý đúng không ạ? Vâng, thì chúc anh có những trải nghiệm thật là vui vẻ và với chiếc cạc này nhé. Cảm ơn ạ. Vâng, mình chào bạn, bạn tên là gì nhỉ? Em tên là Nguyễn Minh Quang. Hôm nay thì đến với cả giờ vàng của An Phát ấy thì bạn đến từ mấy giờ? Em đến từ 9 rưỡi ạ. Vâng, thì hôm nay là bạn đến khá là sớm đúng không? Thì bạn đã săn được sản phẩm gì cho mình rồi? Em săn được cái bàn phím cờ em yêu thích ạ. Với cả giá mà hôm nay An Phát mang đến cho bạn thì bạn có thấy hài lòng không? Có, rất hài lòng. Dịch vụ mà trải nghiệm sản phẩm cũng như là những nhân viên ở trong cửa hàng thì bạn cảm thấy như nào? Cũng rất hài lòng ạ. Mình rất cảm ơn bạn đến với giờ vàng An Phát ngày hôm nay nhé. Mình chào bạn, thì hôm nay đến với cả giờ vàng của An Phát ấy thì bạn đã đến từ mấy giờ? Mình đến đúng 10 giờ luôn. Hôm nay bạn đã săn được sản phẩm gì cho mình rồi? Mình săn được cái bàn phím Dell cái gì đấy? K8 White, K8 trắng. Thì bạn có hài lòng với sản phẩm cũng như là giá trị mà cái sản phẩm và cũng như là cái giá mà An Phát mang đến cho bạn hôm nay không? Mình rất hài lòng với sản phẩm và giá An Phát mang lại cho mình. Đúng là mình nghĩ là săn được khoảng, mình nghĩ là định mua 500 nhưng mà thấy giờ vàng săn được 300 nữa rẻ. Hôm nay bạn đã rất là hài lòng với cả chất lượng mà An Phát mang đến cho bạn đúng không? Nếu như mà An Phát có những chương trình như thế này nữa thì bạn có sẵn sàng tham gia được không ạ? Tất nhiên là nào cũng đi rồi. Vâng, mình cảm ơn bạn nhé. Chào bạn, bạn tên là gì nhỉ? Dạ, em tên là Hoàng ạ. Thì hôm nay Hoàng đến với cả An Phát ấy thì bạn đến từ sớm khoảng mấy giờ? Dạ, em đến lúc đấy là phiếu thứ tư của em là số 29 ạ. 29, thế hôm nay thì bạn đã săn được sản phẩm gì cho mình rồi? Dạ, hôm nay em săn được tai nghe với giá là 99k, sale khoảng 70% ạ. Bạn có hài lòng với cả cái mức giá này không? Dạ vâng, em rất hài lòng với sản phẩm của An Phát ạ. Hôm nay đến với An Phát thì bạn cảm thấy trải nghiệm cũng như là dịch vụ mà An Phát đem đến cho bạn như thế nào? Dạ, em thấy là showroom rất là to và rộng rãi cũng như là rất nhiều mobile sản phẩm đa dạng, em cảm thấy hài lòng ạ. Rất là cảm ơn bạn đã đến với cả An Phát ngày hôm nay và chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời với cả chiếc tai nghe bạn vừa mua nhé. Dạ vâng, em cảm ơn ạ.